Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Vlog Style Insane. Bài hướng dẫn mình ăn rồi, mình là Việt. Xong bài hướng dẫn thứ tư thì mình cháy mất nồi thịt rồi. Ok, chúng ta tiếp tục với lại loạt bài hướng dẫn về liên quan đến cái application này. Thì là chúng ta đã có cái layout đúng không? Chúng ta đã xây dựng xong cái layout ở đây. Thì thực ra mình muốn muốn chia nhỏ cái bài ra là để thứ nhất là để nó bằng một bài hướng dẫn đỡ 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 bị dài ra, dài nhiều khi xem nó hơi nhàm. Và thứ hai nữa là chúng ta chia các cái nội dung nó dễ, và khi các bạn muốn xem lại thì các bạn có thể dễ dễ tìm lại nó nhanh hơn, đỡ phải mất công. Thế là mục đích của mình. Tiếp đến là bây giờ chúng ta sẽ làm cái đầu tiên, đấy là chúng ta muốn load cái layout này lên cái giao diện của chúng ta ở đây. Chúng ta muốn muốn đưa nó lên đây thì làm nào? Các bạn còn nhớ chúng ta đã có cái set đầu tiên này đúng không? Thì bây giờ chúng ta thay vì cái đây, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ copy cái này lại, vứt vào đây. Tôi sẽ comment cái này lại. Chết nhầm. Ở đây tôi sẽ viết là cái gì nhỉ? Simple list view, và các bạn có thể theo dõi nó sau. Tiếp đến đây chúng ta muốn làm này. Giờ tôi delete cái này đi trước. Xóa cái này đi. Thì new array adapter ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái này đây, các bạn sẽ thấy nó sẽ có bốn bốn tham số. Nó có bốn tham số, đầu tiên là cái context, cái in resource và một cái text view hiển thị, một cái t object. Thì ở đây chúng ta sẽ truyền vào như nào? Cái context là cái current context, chính là cái activity của chúng ta. Resource này chính là cái layout mà chúng ta đã tạo ra để cho nó load vào. Cái text view resource ID này thì cái chính là cái mà để chúng ta hiển thị ra cái giá trị. Object là cái mảng chúng ta truyền vào. Thì đấy là những cái chúng ta muốn. Bây giờ tôi sẽ làm cái chọn cuối cùng này. This resource là r.layout.paper. Tiếp đến là r.id với cái text view là cái thằng mà tv paper. Tiếp đến object thì vẫn là variable.paper. Thì nó chỉ đơn giản như này thôi. Thì các bạn hình dung ở đây chúng ta có cái variable paper là những cái string, là những cái tên của paper chúng ta sẽ load vào thằng này, và cái layout chúng ta dùng là như này. Thì có nghĩa là trong cái layout này, khi chúng ta load lên, các bạn chú ý nhé, khi chúng ta load cái layout này lên thì nó chỉ thay đổi mỗi giá trị của cái thằng tv paper thôi, còn cái thằng còn lại image view nó sẽ không thay đổi. Chúng ta chạy thử và xem kết quả. Các bạn, để các bạn thấy đây, nó có kết quả đúng như chúng ta mong muốn đúng không? Chúng ta có vi red này, có icon này, có text view này, và nó nằm ở chính giữa này. Thì đấy là tất cả những cái gì chúng ta muốn đúng không? Thì như thế về cơ bản thì hoàn thành xong cái phần load lên cái activity. Vấn đề đặt ra bây giờ có hai câu hỏi. Đấy là chúng ta muốn thay đổi cái icon này. Ví dụ bây giờ tôi mà add thêm một cái, ví dụ các bạn nhìn đây này. Tôi bây giờ thêm một thằng nữa là ví dụ như là dân trí chẳng hạn. Thôi 24 giờ ví dụ này. Bây giờ chúng ta chạy lại. Tức là như như tôi đã nói với các bạn, thì khi chúng ta thêm một paper thì chúng ta thêm vào cái biến này, và đồng thời chúng ta cũng thêm những cái thằng vs đây, và thêm những cái linh tinh vào như icon đây chẳng hạn, ví dụ thế. Thì khi mà nó chạy xong thì các bạn sẽ thấy là cái thằng 24 giờ nó cũng có logo của vs. Thì vấn đề này là bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta tạo ra cái array adapter ấy, thì chúng ta chỉ config cho nó thay đổi cái giá trị của thằng paper này mà thôi, chứ không thay đổi cái icon. Nghĩa là trong cái phần này này, chúng ta chỉ thay đổi mỗi cái tv paper thôi. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì để thay đổi nó? Thì bài này mình dừng lại ở đây đã. Mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu cái này ở vấn đề phần sau. Mở ra kiểm tra nồi thịt nó vẫn ngon. Nói chung là có thực mới vực được đạo đúng không các bạn?
Trước khi mình kết thúc bài này thì mình muốn hướng dẫn các bạn thêm một tí, đấy là các bạn thấy là khi mà chúng ta thấy là cái thằng này load ra thì cái icon nó map quá xít nhau thì chúng ta cần phải làm nào, thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta vào cái paper layout, chúng ta cho cái thằng Android padding top này chẳng hạn, ví dụ cho nó là 5 dp, xong rồi Android padding button 5 dp, như thế nhìn cho nó đẹp. Thì lúc này các bạn khi các bạn chạy thì nó sẽ có kết quả, nó nhìn nó mỹ mãn hơn tí, tức là nó dịch ra tí. Ok, mình dừng lại đây, hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo của Blockstar trên xe.